5 con giáp có khả năng trúng số đổi đời trong ngày 15 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp có khả năng cao sẽ trúng số đổi đời trong ngày rằm tháng 2 âm lịch, tức là gì? Ngày 15 tháng 2 âm lịch, ngày Đinh Hợi. Vậy thì đây là những con giáp có cơ may mắn về mặt tiền bạc hơn những con giáp khác. Đấy. Như chúng ta đã biết, cái việc trúng số đổi đời hoặc là cái việc mong muốn làm giàu, mong muốn mình có một cái số tiền lớn là một cái mong cầu chính đáng mà ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn cả. Và cái vận trình về tiền bạc để được may mắn ấy, thì ngoài cái sự nỗ lực, ngoài cái sự cố gắng, ngoài cái sự phấn đấu hết mình ra thì chúng ta cũng còn một cái yếu tố nữa, đó là cái yếu tố may mắn. Đấy. May mắn thì nó sẽ quyết định là chúng ta có được cái thành công lớn lao hay không. Nếu mà quý vị mà gặp được cái cơ may mà quý vị biết tận dụng cái cơ hội đó thì rất dễ có được cái lộc trời cho, giàu sang phú quý. Cái cơ hội trúng số đổi đời cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thì trúng số ở đây có nghĩa là gì? Nhận được một khoản tiền lớn, có thể quý vị sẽ được gì, ra đường nhặt được tiền, có thể mua hàng sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Cũng có người may mắn hơn là được gì, người thân bạn bè trao tặng những cái món quà lớn. Đấy. Có người còn may mắn hơn nữa là được lộc, đúng không ạ? Tức là gì? Được người thân bạn bè, tức là sang tên cho một cái cơ ngơi hoặc là sang tên cho một cái doanh nghiệp nào đó. Đó. Thì nhiều khi cái trúng số nó rất là khó nói, nhưng mà ấy, kết luận lại thì nó cũng được tổng hợp trong hai yếu tố sau đây. Thứ nhất là khi cái vận may ấy, trong cái bộ môn huyền học ấy, thì cái vận may trúng số nó thể hiện qua cái sao, một cái sao lộc tồn và cái thiên tài, đúng không ạ? Cái lộc tồn ấy, cái sao lộc tồn tức là lộc, tức là gì? Lộc tồn. Lộc tức là cái lộc trời ban ấy. Nó còn gọi cái tên khác là thiên lộc. Nó chủ về lộc trời ban, chủ về những cái may mắn, chủ về cái tài lộc, phúc thọ. Và cái sao lộc tồn nó đóng ở cung nào thì cái vị trí đó, cái người đó cũng sẽ được may mắn về cái mặt tiền bạc. Cái sao lộc tồn ấy, nói chung ấy, thì nó gì, nó thường bị động và chúng ta là thường là không biết được, chỉ biết cái khoảng thời gian đó là nó đến. Đấy. Và nó đến rất là bất ngờ, những cái may mắn nó đến bất ngờ, chúng ta không thể tính toán được. Đấy. Còn cái vận may mắn thứ hai, cái vận trúng số thứ hai đó là cái vận thiên tài. Cái thiên tài nó đại diện cho cái tiền tài ngoài ý muốn, có thể không làm mà vẫn có ăn ấy, thì đây chính là cái vận thiên tài. Đó. Thiên tài nó đại diện cho những cái giá trị tiền bạc có lúc nhiều lúc ít. Đó. Và trong cái bộ môn tứ trụ ấy, thì khi tới vận thiên tài thì con người có thể phất lên như diều gặp gió, trong một khoảng thời gian cực ngắn có thể kiếm được bạc tỷ trong tay. Đó. Và nói chung ấy, khi mà gặp cái vận thiên tài thì quý vị cũng có nhiều cái cơ may về tiền bạc và tài lộc. Thì chúng ta biết ngày 15 tháng 2 âm lịch nó là ngày Đinh Hợi, đúng không? Ngày Đinh Hợi thì cái lộc tồn nữa, đầu tiên lộc nhá. Lộc tồn ấy thì chúng ta biết Hợi thì là lộc của những người có thiên can là thiên can nhâm, đúng không? Nhâm đấy lộc thể Hợi. Như vậy lộc là những người có thiên can nhâm. Thứ hai là gì? Cái vận thiên tài thì chúng ta thiếu thiên can. Chúng ta có đinh, đinh là hỏa đúng không ạ? Âm hỏa, đinh hỏa mà gặp gì? Quý thủy thì nó vận thiên tài đúng không ạ? Nó vận thiên tài. Như vậy là gì? Cái vận thiên tài nó sẽ rơi vào những người có thiên can là quý. Quý thủy khắc đinh hỏa thì nó là gì? Nó là thiên tài nhé. Đó. Vậy nên là xin được chúc mừng tất cả những người có thiên can nhâm, tức là có đuôi âm sinh là số 2, và thiên can quý có đuôi âm sinh là số 3, thì là những con giáp mà dễ được lộc trời cho, giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày rằm tháng 2 âm lịch, ngày Đinh Hợi này. Đó, thì đầu tiên để xét về cái may mắn của cái lộc tồn và cái thiên tài thì chúng ta cũng xét qua một chút về cái ngày 15 tháng 2 âm lịch, ngày Đinh Hợi. Thì chúng ta biết ý, cái ngày rằm tháng 2 âm lịch nó sẽ rơi vào ngày 24 tháng 3 dương lịch. Nó là ngày Đinh Hợi, đúng không? Chúng ta có Đinh Hỏa, Hợi Thủy, Thủy Hỏa là tương khắc, nó là ngày hung phạt. Nạp âm của ngày là Ốc Thượng Thổ, kỵ cái tuổi Tân Tỵ và tuổi Quý Tỵ. Ngày thuộc hành Thổ, khắc hành Thủy, đặc biệt các tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi. Nó thuộc hành Thủy nhưng mà không sợ bị khắc. Ngày Hợi thì lục hợp với Dần, đúng không? Tam hợp với Mão và Mùi, trở thành tam hợp mộc hục, đúng không? Cái
Hợi thì xung với tỵ, đúng không? Hợi xung với tỵ phá dần tuyệt ngọ, hại thân hình hợi. Ở trong ngày hôm nay thì có trực là trực thành và cái sao mão là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Và cái ngày đinh hợi nhá, cái ngày đinh hợi này này thì nó bắt đầu thuộc tiết khí là tiết gì? Tiết xuân phân nhá, tiết xuân phân đó. Và bây giờ thì chúng ta cùng phân tích xem là trong cái ngày 15 tháng 2 âm lịch thì con giáp nào cụ thể là tuổi nào sẽ có cơ hội trúng số đời đời cao nhất đó. À, quý vị thân mến thì chúng ta biết đấy, đúng không ạ? Trúng số thì chúng ta sẽ dựa vào lộc và thiên tài, lộc tồn đấy, lộc tồn nhé. Lộc tồn hay người ta còn gọi là cái vận thần tài đấy. Đó. Thì bao gồm những người có thiên can nhâm, thiên can nhâm bao gồm tuổi sau này. Nhâm Tý, đúng không ạ? Nhâm Tý là 1972. Là cũng quen thuộc mộc. Đó. À, Nhâm Tuất là 1982. Có quen thuộc thủy. Đó. À, Nhâm Thân là 1992. Cũng quen thuộc kim. Nhâm Ngọ là 1942. 1942 hay là 2002 thì có ngoài là mộc. Nhâm Thìn là 1952 hay là 2012 đấy thì có ngoài là thủy. Và cuối cùng là Nhâm Dần là 1962 có ngoài là kim. Đó. Thì đó là những người vận lộc tồn nhé, vận lộc tồn nhé. Thì chúng ta cùng xét xem là trong cái những người có lộc tồn này này thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất. Thì chúng ta lại phải dựa vào cái quy luật âm dương ngũ hành để chúng ta xét. À, chúng ta biết ngày đinh hợi đúng không ạ? Đinh hợi. Thì chúng ta có này, đinh hợi là ngũ hành thuộc thổ đó. Thổ đời sinh yêu kim. Thổ là tùy hòa với thổ và mộc thì khắc thổ nên là cũng sẽ là tài tinh. Như vậy là gì? Đầu tiên chúng ta xét con giáp may mắn nhất là những người có mệnh kim. Mệnh kim sẽ bao gồm có những người tuổi Nhâm Thân và tuổi Nhâm Dần. Thì những người tuổi Nhâm Dần sẽ xếp vị trí số 1 nhé. Những người tuổi Nhâm Dần sẽ xếp vị trí số 1. Đó. À, những người tuổi Nhâm Dần được cục diện là Dần Hợi Nhị Hợp. Đó. Dần Hợi Nhị Hợp. À, Dần Hợi Nhị Hợp nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dần. Trong cái ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi Dần ấy, có nhiều cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cái nhiều cái may mắn và tài lộc cho mình. Vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần nhé, đặc biệt là tuổi Nhâm Dần. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai cũng là mệnh kim, đó là những người tuổi Nhâm Thân. Những người tuổi Nhâm Thân thì được cục diện gặp cục diện là gì? Thân và hợi là lục hại đó. Mặc dù nó cũng được lộc nhưng mà gì? Nó lại bị cục diện lục hại, tức là vẫn có cái khó khăn đấy. Nhưng mà quý vị nhớ nhá, lộc tồn đóng ở cung nào thì tốt ở cung đó. Vậy nên là gì? À, ví dụ như là ông này bình thường là trúng số 100 tỷ nhưng mà gì bị lục hại thì chỉ được khoảng 80-90 tỷ thôi. Như vậy nó cũng đã là quá tốt rồi, đúng không ạ? Tức là gì? Nó vẫn được cái lộc trời cho. Vì thế, những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý tỵ quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân nhé, giúp cho vận trình của mình nó được may mắn, hanh thông, thuận lợi hơn. À, tiếp đến, những người thứ hai là những người mệnh thổ. Thì trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh thổ. Tiếp đến là mệnh mộc. Mệnh mộc thì chúng ta có tuổi Nhâm Tý và tuổi Nhâm Ngọ. Thì tuổi Tý sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Tuổi Ngọ sẽ xếp vị trí số 4. Đấy, những người tuổi Tý, đặc biệt là Nhâm Tý 1972 thì được cục diện là hợi Tý Sửu là tam hội. Cái tam hội này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn, nhiều cái cát tường cho những người tuổi Nhâm Tý 1972. Và cái cục diện tam hội ấy, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tý, tất cả những người tuổi Tý thì đều có được cái gì, cái sự may mắn do được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Bên cạnh đó thì đến những người tuổi Ngọ, những người tuổi Ngọ thì cũng sẽ được may mắn do gì, do được tài tinh nó chiếu mệnh, do thần tài chiếu mệnh, đúng không ạ?
được lục tồn chiếu mệnh đấy. À, cuối cùng là những người mệnh mộc. Nội mệnh mộc thì bị thổ nó khắc. Như vậy là những người tuổi Nhâm Thìn và những người tuổi Nhâm Tuất thì sẽ gì bị thổ nó khắc, đâm ra là gì, cái cuộc sống cũng sẽ gặp nhiều cái xáo trộn biến động. Mặc dù nó vẫn là tốt, vẫn là thần tài chiếu mệnh ấy, nhưng mà ấy, cái cơ hội của nó cũng sẽ đến ít hơn với những người, với những con giáp khác, đặc biệt là những người tuổi Dần và tuổi Thân nhé. Vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất hoặc là Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất và những người tuổi Thìn. Đó. Đó là những con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày 15 tháng 2 âm lịch ngày Đinh Hợi. Như vậy là gì? Trong cái ngày 15 tháng 2 âm lịch ngày Đinh Hợi ấy, chúng ta có con giáp dễ trúng số nhất, đó chính là gì? Những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, dễ được lộc trời cho, may mắn trời ban mà có được cái phước lành may mắn đó. Bên cạnh đó thì ngoài ra còn tuổi khác như là tuổi Thân, đúng không? Tuổi Nhâm Thân 1992, tuổi Nhâm Tý 1972, tuổi Nhâm Ngọ 1942 hay là 2002, tuổi Nhâm Thìn là 1952 hay là 2012 và tuổi Nhâm Tuất là 1982 đó. Đó là những con giáp may mắn đó. À, đấy là cái vận đầu tiên là cái vận lộc tồn. Đấy, khi lộc đến thì quý vị sẽ dễ dàng có được những cái may mắn tài lộc cho mình. À, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận thiên tài. Thiên tài thì bao gồm những người có thiên can là quý. Những người có thiên can quý thì bao gồm tuổi sau đây. À, chúng ta có Quý Sửu 1973. 1973 thì cũng có hành là mộc. Đó. Sau đến tiếp theo đến tuổi Quý Hợi, đúng không? 1983. Có hay là thủy. Quý Dậu 1993. Ngũ hành thuộc kim. Quý Mùi là 1943. 2003. Ngũ hành là mộc. Quý Tỵ là 1953. Ngũ hành là thủy. Cuối cùng là Quý Mão là 1963. Ngũ hành là kim. Đó là những con giáp mà dễ được vận thiên tài nhá, dễ vận thiên tài nó chiếu mệnh. Cái thiên tài nó cũng là một cái lộc khá là nhanh, khá là may mắn. Đấy. Khi mà cái vận thiên tài nó đến thì những con giáp này cũng dễ có được cái lộc trời ban cho mình. Đó. Và cũng dựa vào âm dương ngũ hành để chúng ta xem là những con giáp nào là con giáp may mắn nhất nhá. Đầu tiên là chúng ta có những người mệnh kim, đúng không ạ? Ngày Đinh Hợi là thổ, thổ sinh kim, những người mệnh kim sẽ là con giáp may mắn nhất. Mệnh kim thì chúng ta có tuổi Quý Mão và tuổi Quý Dậu. Thì những người tuổi Quý Mão sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 1. Đó. Và những người tuổi Đinh Dậu thì xếp vị trí số 2. Những người tuổi Mão ấy, Quý Mão ấy, thì sẽ được gì? Được cục diện là Hợi Mão Mùi là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại cái vận quý nhân nó vượng. Nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn dễ có được cái cơ may trúng số đổi đời. Đó. Công việc thì hanh thông thuận lợi, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ nữa. Lại thêm cái vận thiên tài nó chiếu vào. Vì thế mà những người tuổi Quý Mão là những người mà cực rất là may mắn ấy. Vì thế mà để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. À, tiếp theo, tuổi Mão và tuổi Dậu này. Tiếp theo là chúng ta đến những người có mệnh thổ, thì trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh thổ. Tiếp đến là những người mệnh mộc. Mệnh mộc của chúng ta có Quý Sửu và Quý Mùi. Thì những người tuổi Quý Mùi sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Quý Sửu xếp vị trí số 4. À, những người tuổi Quý Mùi thì được bộ tam hợp là Hợi Mão Mùi nó tương trợ. Vậy nên là trong cái thời gian này, những người tuổi Quý Mùi cũng gặp được rất nhiều cái may mắn giống như những người tuổi Quý Mão. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Quý Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. À, tương tự thì với những người tuổi Quý Sửu được cục diện là Hợi Tý Sửu là tam hội. À, tam hội cục nó cũng sẽ giúp cho cái các mối quan hệ của những người tuổi Sửu, Quý Sửu ấy
thì gặp được nhiều cái may mắn, gặp nhiều thuận lợi hơn. Trong thời gian này thì quý vị dễ dàng tiếp cận được với những cái đối tượng khách hàng tiềm năng, tiếp cận được với những những người bạn hàng cũng như là khách hàng, sẽ giúp cho mình là gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái thu nhập. Vậy nên để công việc được hanh thông thuận lợi thì những người tuổi Quý Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Quý Sửu nhé. Đó. Tiếp theo cuối cùng thì chúng ta còn những người tuổi mệnh kim mệnh thủy, đúng không? Mệnh thủy chúng ta có Quý Tỵ và Quý Hợi. Thì những người được Quý Hợi sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Quý Tỵ xếp vị trí số 6. Mặc dù những người tuổi Quý Tỵ thì vẫn được gì, trong ngày hôm nay vẫn được lộc, nhưng mà gì? Thứ nhất là gì? Thổ nó khắc thủy. Thứ hai là gì? Tỵ Hợi lại là tương xung nữa. Đâm ra là cái lộc của nó cũng kém, nó cũng không may mắn bằng những con giáp khác. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc, tài lộc cho mình nhé. Đó. Đó là những con giáp mà dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Nếu mà các bạn nằm một trong 12 cái con giáp này thì chắc chắn quý vị và các bạn cũng sẽ may mắn hơn gấp nhiều lần so với những người khác. Đó. Và tổng hợp lại ấy, thì trong cái ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2 âm lịch, ngày rằm tháng 2 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau. Một là những người tuổi Nhâm Dần là 1962. Đó. Con giáp thứ hai là những người tuổi Quý Mão là 1963. Con giáp may mắn thứ ba là những người tuổi Quý Mùi, đó, Quý Mùi là 1943 hay là 2003. Và con giáp may mắn thứ tư ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tý, gọi Nhâm Tý là 1972. Đây là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất trong cái ngày, trong ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Nếu mà quý vị rơi vào một trong 4 con giáp này thì xin được chúc mừng quý vị và các bạn. Quý vị hãy tự tin lên, cứ mạnh dạn làm việc và mạnh dạn phấn đấu, cố gắng hết mình, nỗ lực trong công việc. Khi mà các bạn đủ tích lũy đủ cái phúc đức, tích lũy đủ cái kinh nghiệm, tích lũy đủ cái kiến thức thì cái may mắn nó cũng sẽ đến với các bạn và các bạn sẽ trở thành một trong những con giáp giàu có, vang danh thiên hạ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.